Bốn thói quen vô tình làm tổn thương tụy của chúng ta và rất dễ gây bệnh tiểu đường mà chúng ta cần lưu ý nhé. Chúng ta lưu ý là mọi người là không phải chỉ việc ăn nhiều đồ ngọt mới gây bệnh tiểu đường đâu, mà chúng ta lưu ý là cái việc mà những cái thói quen có thể như là không liên quan nhưng mà thực chất nó đang làm dần dần làm tổn thương tụy của chúng ta và dẫn tới cái bệnh tiểu đường. Do vậy là tại sao mà những cái bệnh tiểu đường ngày càng thường gặp? Đầu tiên là ít vận động, thì ít vận động hoặc là thường xuyên ngồi lâu hoặc là đứng lâu một chỗ là nguyên nhân hàng đầu khiến chúng ta mắc các bệnh nguy hiểm sớm so với những cái tuổi. Và có một cái thống kê trung bình người ta nói là gì, trong đó cái bệnh tiểu đường là cái nguyên nhân thường gặp nhất. Một số nghiên cứu phát hiện ra rằng những người càng lười vận động ấy, trong thời gian dài thì có chỉ số kháng insulin. Cái chỉ số này nó cho thấy là gì, cái mức gì cơ thể chúng ta tiết ra đường nhưng mà không được sử dụng nhiều cái kháng insulin ấy, làm giảm cái đáp ứng của những cái mô đối với sự mức lưu hành bình thường của insulin, khiến cho lượng đường trong máu của chúng ta không thể nào mà hạ xuống được, nó cứ tăng cao lên gây ra bệnh tiểu đường. Và đồng thời liên tục tụy sẽ kích thích ra gì, tiết ra insulin nhiều hơn, dẫn đến những cái tế bào của tụy chúng ta sẽ gì phải làm việc quá sức và dẫn đến suy giảm những cái chức năng tụy nhanh chóng. Thì đây chính là cái cơ chế quan trọng nhất gây ra cái bệnh tiểu đường type 2 mà chúng ta thường hay nghe, và cũng là một cái lý do mà bệnh tiểu đường type 2 thường gặp ở những người gì, ở những người ngồi nhiều này hoặc gì làm công việc bàn giấy thường xuyên. Chúng ta cần lưu ý nhé. Cái nguyên nhân thứ hai đó chính là thức khuya và mất ngủ. Thì thức khuya hay tình trạng là thiếu ngủ là cái tình trạng chung của đa số người hiện đại ngày nay. Thì nguyên nhân có thể là do quá trình mà bận rộn công việc nhiều, gia đình có gì cũng như không có không ít những người thường chỉ đơn giản là thói quen gì hay sở thích là chúng ta tối chúng ta sẽ cầm điện thoại xem liên tục cả đêm. Tuy nhiên đây là một cái thói quen xấu gây tổn thương tụy rất là nhiều, dẫn đến bệnh tiểu đường chúng ta. Bởi vậy bạn liên tục thiếu ngủ hay là thức khuya, hoạt động tuyến tụy sẽ gì, tiết ra insulin sẽ bị gián đoạn và giảm đi rất là nhiều, và đồng thời làm cái hàm lượng chất béo tích tụ tăng cao, cơ thể không thể nào kiểm soát được sự thèm ăn của chúng ta. Và cho nên việc thức khuya không ngủ được và gì không ngủ đủ giấc vào ban đêm ấy, vừa khiến bạn béo phì này, vừa sẽ tăng khả năng mắc bệnh tiểu đường, và chúng ta lưu ý nhé. Và theo nhiều cái nghiên cứu, người ta cũng thấy rằng những người mà ngủ ít hơn 5 giờ mỗi ngày ấy, thì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường sẽ gấp đôi so với những người mà ngủ đủ gì 7 đến 8 giờ. Vì cái việc thiếu ngủ sẽ làm gì, rối loạn đồng hồ sinh học của chúng ta, làm tăng cái hàm lượng hormone gây ra gây stress để có gì hormone cortisol và gây mất cân bằng sẽ lượng glucose trong máu chúng ta. Và thứ ba rất thường gặp ở phụ nữ đó là cảm xúc bất ổn. Cái cảm xúc tiêu cực có thể là gì, là nguyên nhân bắt đầu và trầm trọng hơn của mọi loại bệnh tật, bao gồm cả tiểu đường. Nhất là khi cuộc sống hiện đại ngày nay có rất là nhiều áp lực và liên quan đến cuộc sống và nhiều cái stress cũng như luôn bận rộn, áp lực nhiều mặt từ gia đình, công việc, chuyện tiền bạc. Và các nghiên cứu người ta cũng thấy rằng những người bị chịu áp lực stress kéo dài thì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cao hơn 57% so với những người mà tinh thần luôn thoải mái, không bị căng thẳng. Và những căng thẳng stress này sẽ làm tăng cái lượng đường huyết trong máu và thúc đẩy khởi phát cái bệnh tiểu đường của chúng ta. Thì lý do là gì, do cảm xúc tiêu cực khiến cho cái hormone làm tăng cái lượng đường trong máu sẽ tăng cao, được tiết ra nhiều hơn, và tính kháng insulin được đẩy mạnh dẫn đến cái lượng đường trong máu của chúng ta sẽ tăng nhanh hơn bình thường. Và một cái thói quen thứ tư nữa đó là thói quen ăn uống không hợp lý. Và thói quen ăn uống, ví dụ ăn uống không lành mạnh chính là cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến làm tổn thương tụy của chúng ta, cũng là làm tăng cái lượng đường trong máu. Và phổ biến nhất là 8 thói quen sau đây, đó chính là bỏ bữa sáng này, ăn uống giờ giấc thất thường này, và gì ăn không đủ 3 bữa một ngày, hay là ăn khuya quá, ăn đồ ăn nhanh, đồ ăn chế biến sẵn, đồ ăn chiên rán dầu mỡ thường xuyên. Chúng ta cần lưu ý nhé, đây là câu trả lời cho rất nhiều người mà vì sao tôi vẫn ít ăn ít đường, ăn ít cơm mà vẫn bị tiểu đường. Nên là mọi người cần nhớ lưu lại và có thể chia sẻ cái video này để nhiều người chúng ta tránh cái bệnh tiểu đường nhé.